Lấy em là em làm dâu. Em không làm dâu ạ. Em sợ cái gì nhất? Dạ sợ ma chứ. Em sợ động vật có vú. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi, bạn nữ mình giới thiệu trước cho bạn. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em tên là Thùy Dung, năm nay em 25 tuổi, quê em ở Nghệ An và hiện tại thì em đang làm trợ lý luật sư cho văn phòng luật sư ở Biên Hòa. Mời bạn nam giới thiệu. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ và toàn thể mọi người có mặt trường quay. Em tên là Nguyễn Thanh Tùng, năm nay 25 tuổi. Hiện là nhân viên đội tu bổ của kho K 560, cục quân khí tổng cục kỹ thuật. Nghĩa là sao em? Dạ vâng, là đi xây dựng sửa chữa các công trình của trong kho quân. À, trong tất cả các kho của quân đội đúng không? Không, kho của bọn em. Kho K 560 ở Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. À. Vậy là cũng gần nhau đúng không anh Linh? Gần nhau rồi. Rồi gần nhau. Gần đó chị. Bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em tự tin, em sống tình cảm, em rất là chân thành. Khi em vui thì em cũng vui hơn người khác. Ví dụ như hồi sinh viên á, em mua được một cái váy mới là đêm đấy mất ngủ rồi. Hoặc là ví dụ như vô quán cà phê, cái mọi người gặp một anh đẹp trai thì cũng ổ đẹp trai quá, hot boy đó, xong rồi bảo đi. Còn em thì em sẽ đến ngồi gần anh, hai anh đẹp trai quá hả, ngẩng lên em ngắm cái nữa, xong rồi bye anh. Thì cảm xúc của em nó lên như vậy. Khi em hồi hộp hay khi em buồn, nó cũng mạnh hơn những người khác. Cái đó là ưu điểm hay khuyết điểm? Khuyết điểm chị. Bạn trai, nghe ưu điểm với khuyết điểm của bạn gái em thấy như thế nào? Dạ, được chị ạ. Khuyết điểm cũng được nữa. Dạ. Vậy còn điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, cũng biết chơi một vài môn thể thao. Rồi, còn điểm yếu của em là cũng nhút nhát đó chị. Nhút nhát? Dạ, đó là đứng trước bạn nữ thì... thì hay run. Nhắc gái. Run trước bằng nữ thôi. Dạ. Trải qua mối tình nào chưa em? Dạ em có hai mối tình vậy. Bao lâu rồi? Cũng hai mối rồi hả? Dạ. Cách đây 6 tháng. 6 tháng, em quen bao lâu? Mối tình gần đây cách đây 4 năm. Trời. Quen 6 tháng. À, quen mới 6 tháng thôi. Mà chia tay cách đây 4 năm rồi. 4 năm. Lý do sao chia tay? Dạ tại hồi đó đang lúc học đại học ấy thì kiểu hay đá banh ấy, cái là buổi tối hẹn đi chơi mà cái cũng quên đó. Mê trái banh hơn mê bạn gái. Hay. Đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi bạn gái giận chia tay luôn. Dạ cũng nói chung một lần hai lần, cái lần ba cũng tới lần ba tao phải chia tay rồi đó. Dạ. Ơi, lần nào cũng mê trái banh hơn hay mê bạn gái hết trơn á hả? Dạ vâng ạ. Rồi nếu bây giờ hẹn với bạn gái thì mình mê cái gì rồi bỏ bạn gái nữa không? Dạ không ạ, mê bạn gái thôi, không mê cái gì nữa. Còn mình thì sao nè, mình bao nhiêu mối tình rồi? Em có hai mối tình rồi chị. Dạ, giống nhau quá ha. Chia tay cách đây hơn 2 năm rồi chị. Lý do tại sao? Yêu xa chị, quen nhau 1 năm. Xa là xa cỡ nào? Từ Nha Trang về Nghệ An đó chị. Giảng ra cái là chia tay luôn chứ không có lý do chính cụ thể. Đúng rồi chị. Rồi mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao 1m65 trở lên. Hơn chắc rồi. Không hỏi. Hả? Có hỏi không? Không ạ. Hỏi nha anh Quỳnh Linh thì được nhưng mà đừng có... Tức là mức độ nha anh Quyền Linh thì được. Nhưng mà đừng có mà hỏi đến mức mà kêu là em thơm chán nên cái thơm nửa ngày chưa xong. Hơi mệt á. Rồi, hỏi thông minh chứ có gì đâu mà sợ. Còn gì nữa không? Không có năng vẩu chị. Dạ. Còn về tính cách thì như một người cha, một người anh ấy, ấm áp, che chở. Và có thể là người đó là người một người đàn ông đích thực, chín chắn, trưởng thành, bao dung độ lượng. Sao là đích thực? Đích thực nghĩa là đã trưởng thành chứ chị, không có tính trẻ con. À. Dạ. Yên tâm, với chiến sĩ quân đội như Việt Nam thì bao giờ cũng đã trưởng thành em. Cho em đưa ra điều kiện khó nhất luôn. Có cái gì không thích ở người bạn trai nữa không? Lạnh lùng. Đừng có anh có tình cảm trong lòng đó nhưng mà anh không có thể hiện. Im sao đúng biết rồi, được đúng không? Đúng rồi chị. Ví dụ em thích ai là em nói luôn á. Vậy là em là tiếp người cũng có chút lãng mạn. Đúng rồi chị. Bạn trai. Dạ. Em có lãng mạn không? Dạ em lâu lâu cũng hơi lãng mạn. Dạ. Bình thường là lãng nhách phải không? Dạ, lâu lâu mình muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ em mình cao tầm 1m55 đến 60 chơi một tí cũng được ạ.
hiền lành, cũng có cá tính một tí, tình cảm, biết kính trên nhường dưới. Wow, hết rồi. Như đó thôi hả? Dạ. Hết rồi. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ có, bạn gái như kiểu nói tục với lại chạy người kia thì không thích nữa. Gái mà nói tục là phạt lắm á. Có nói tục không? Chắc không chị, em làm nghề luật mà. À, có chẳng không? Em đi tán gái hoài à. Chắc không chẳng đâu. Chào em, em nói em thích người cá tính đúng không? Cô này rất là cá tính, thích em là hồi cô tấn công của cô em luôn. Em sợ không? Dạ không, dạ. Dạ không, không được chùn bước trước quân thù. Không được. Ở đây là người yêu, ở đây không phải quân thù. Không, nhưng mà mình ấy mình áp dụng vào đây cũng được. À, mình cứ coi như người yêu là quân thù đi. Vâng, mình không sợ gì. Đúng tinh thần của chiến sĩ. Bạn trai này đặc biệt quá ta, mắt đẹp quá ha. Ờ. Chị cứ khen những ngại ấy. Nhưng mà tại sao? Tại sao 4 năm vừa qua em không có tìm được cô nào mà phải nhờ đến chương trình ngày hôm nay? Dạ, tại học năm đại học năm 2 em chia tay bạn nữ thì em cũng lao vào em học với lại chơi đá banh không à. Xong cái em đi bộ đội luôn. Thì em cũng thấy tới giờ luôn. Bây giờ muốn chừng nào lấy vợ? Dạ, nếu mà được thì năm sau rồi ơi. Còn mà mình lấy về rồi vợ chồng mình sống ở đâu? Dạ bạn nữ có chị ở làm dâu thì ở về nhà em ở. Dạ tại em con một trong nhà. Coi như là bây giờ là nếu là lấy em là em làm dâu. Em không làm dâu ạ. Đúng rồi. Dạ. Em sao làm dâu được? Nói với em á, ý là bây giờ mà anh lấy em á là em phải làm dâu. Dạ vâng. Trời ơi, thì tôi mồi cho. Ta dạy tôi kêu làm dâu sao được? Mồi cho mà cũng không được nữa. À vâng. Tại chị em tưởng chị đang nói chuyện với em. Em mạnh mẽ mà. Hả? Em mạnh mẽ. Mạnh không? Mạnh. Trên đời này em sợ cái gì nhất? Dạ sợ ma chứ. Em gặp ma lần nào chưa? Dạ chưa, mà vẫn sợ. Chưa gì, có gì đâu sợ. Mà tại nó ghê biết, quá. Biết nó ra làm sao đâu mà sợ. Nó ra làm sao? Em sợ cái gì của con ma? Dạ em sợ cái... Em chưa thấy con ma nhưng mà em thấy nó sợ thôi. Ủa vậy rồi bây giờ rủ như mà đi hành quân rồi đi vô trong rừng sâu rồi này kia rồi ban đêm rồi sao em đi? Em sợ nhưng mà em vẫn đi chị. Cứ không sợ, không sợ. Vượt qua nỗi sợ hãi. Vâng, cứ trong đầu cứ suy nghĩ không sợ, không được sợ, không được sợ. Chứ đi trong rừng không sợ thú dữ mà đi sợ ma. Thường mấy người sợ ma sợ động vật lắm á. Em sợ động vật có vú. Kỳ vậy. Dạ. Sợ động vật có vú hả? Con nào thì hay thấy thì em không sợ, con nào ít thấy thì em sợ. Ví dụ con gì là sợ? Dạ, ví dụ như con hổ ấy, con báo ấy, là con gấu này kia thì em sợ. Có cái con mà 4 năm nay chưa có gặp chắc cũng sợ. Dạ. Không có sợ cái gì hết. Vâng, bữa nay hết sợ rồi. Bữa nay hết sợ nha không? Trời ơi, thiếu quý mà sợ ma, sợ động vật có vú. Anh yếu đuối vậy. Rất là men. Ồ vậy hả? Rất đẹp trai. Chị đảm bảo nhìn lại em mê liền. Nhưng mà có cái vụ đó cũng hơi ngộ ngộ thôi. Đó. Chào anh. Chào em gái. Dạ. Dễ thương. Trong cái môi trường huấn luyện của quân đội đó. Dạ. Có sợ cũng phải đi. Đúng rồi. Có rung cũng phải bước. Nhưng mà đang rung bước mà gặp động vật. Không, nhưng anh nghĩ rằng với cá tính của em, em cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cái anh chàng sợ ma với sợ động vật có vú bên đây. Nhưng mà anh nói nè, em có thích anh bộ đội không? Em thích chứ anh. Ông em cũng là bộ đội. Ừ. Cũng đi hành quân vào Nam. Ừ. Rồi cái hồi bé ông em hay cho em xem những cái tấm hình của những đồng đội của ông, những anh, những người chú rất là đẹp trai. Thì từ đó nuôi dưỡng trong em một cái tình cảm đặc biệt dành cho hình ảnh người lính. Em có biết bộ đội là phải huấn luyện nhiều lắm không? Em biết anh. Có kỷ luật quân đội, biết dạ. Không? Có sự hy sinh. Dạ. Em có chấp nhận những điều đó không? Em nghĩ là em chấp nhận. Như vậy là được, đủ rồi. Cảm ơn em. Hôm nay mình có người thân đi theo không em? Dạ, em đi với bà em,
sếp em và những người bạn của em. Xin chào MC Quyền Linh và xin chào MC Cát Tường. Xin chào tất cả khán giả trong trường quay. Bà thấy chú bên này thì hiền. Bà muốn hỏi cháu trai bên này là cháu quê ở đâu? Dạ, bà là con quê ở Thái Bình ạ, sinh em và lớn lên ở Đồng Nai ạ. Vậy là tốt rồi. Tính của Dung á thì hơi nóng một tí xíu, nhưng mà nó sống rất là tình cảm và nó có trách nhiệm với gia đình. Gia đình thì ở ngoài Nghệ An hết, nhưng mà không có nặng là coi như phải về ở đâu cứ con ở đâu làm công việc nào mà thuận tiện thì sinh sống ở đó. Dạ, cảm ơn cô. Bà rất ủng hộ hai cháu. Dạ, cảm ơn bà. Bà ủng hộ thế tốt rồi. Rồi, đại diện họ nhà trai. Xin chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường. Dạ, chào anh. Chào hai em và chào các vị khán giả. Tôi là Nguyễn Tuấn Hùng, là thủ trưởng của đồng chí Tùng. Đồng chí Tùng là một người là có sức khỏe và có bản lĩnh, hơi trầm tính một tí nhưng mà rất tình cảm. Về gia đình thì đồng chí Tùng là gia đình rất là cơ bản. Bố là đại tá, mẹ là trung tá, còn đang ngồi cạnh tôi đây. Tùng ạ, chú mà cách đây 20 năm chú ngồi trên chỗ cháu ấy, thì tí nữa chú sẽ bấm cái nút ở phía sau ngay. Để nói thêm về cô bạn gái này thì tôi xin nhường lời cho mẹ của Tùng. Em thưa anh Quyền Linh và chị Cát Tường, thưa quý vị khán giả ở trong trường quay. Cháu Tùng ấy thì một đứa con rất là ngoan, hiếu thảo. Khi mà hai đứa mà kết bạn được với nhau rồi, nếu mà đi tới xa hơn nữa thì cháu yên tâm về chỗ bạn Tùng. Cũng mới san sẻ tình cảm cho phép bạn Tùng là cũng ấy, đừng có giữ nhiều quá. Và thế thôi. Rồi hôm nay có ý kiến của gia đình rồi, các bạn cũng đã nói chuyện qua tấm màn rồi, cũng cảm nhận một chút gì nhau rồi. Bây giờ ta sẽ trực tiếp nói chuyện với nhau. Kéo màn lên. Xin mời hai bạn. Chào em. Dạ. Anh nói đi. Lần đầu tiên gặp nhau em thấy anh sao? Anh em thấy anh thế nào ạ? Em thấy anh đẹp trai. Trẻ. Anh run lắm hả? Cũng hơi run một tí tại vì ngồi trước người đẹp ấy. Bây giờ anh có ham mê đá bóng nữa không? Giờ thì cũng một tuần hai lần thôi, nhưng mà sân bóng bây giờ nó ở trước đơn vị rồi thì cũng khỏe. Nếu như mà anh mê đá bóng quá chứ em đi cùng cũng được. Em có đá bóng không? Em không, đi cổ vũ thôi anh. Thời gian rảnh của em thì em thường làm gì? Bởi vì em mới vào đây cho nên em ít bạn bè lắm anh. Thường thời gian rảnh thì em cũng thường ở nhà thôi, hoặc là chơi những nhà ông bà, nhà cô chú, họ hàng. Bọn anh bộ đội thì nó thời gian nó gò bó thì em có chấp nhận được không? Một tuần, một tháng anh cho một, gặp em mấy lần? Một tuần, ví dụ như nếu mà đơn vị tạo điều kiện cho anh mà thứ bảy chủ nhật mà được nghỉ thì anh có thể chơi với em được, ví dụ một tuần khoảng một hai lần. Thế là được rồi anh. Anh nghĩ điều gì quan trọng nhất để hai người có một mối quan hệ dài lâu? Là tin tưởng nhau, cái tình cảm chân thành. Dạ. Nếu như ví dụ em có nóng tính quá và trong lúc không kiềm chế được em làm anh buồn thì anh... Cái nóng tính thì ai mà nóng tính với anh ấy thì anh cũng im lặng ấy, xong rồi kệ người ta. Xong rồi cái người ta khi nào hết thì bắt đầu khi nào mà bớt đi, ví dụ ngày mai thì mình ra mình nói là ừ hôm qua như này như kia vậy thôi. Dạ. Em rất là thích được người yêu chiều chuộng, anh có ngại vấn đề đấy không? Không, cái đấy thì tất nhiên là người mình yêu thì mình phải chiều thôi. Giống như mẹ của mình ấy thì mình thương, mình quý vậy. Dạ. Thì người yêu mình thì mình phải chiều ấy. Còn sợ chiều người khác ấy, chiều người yêu thì không sợ. Chứ nếu mà quen nhau ấy thì bao lâu thì em tính tới hôn nhân? Em nói thì ngại quá, nhưng em cũng nôn lấy chồng lắm rồi. Nếu mà được ấy, thì em cho anh một cơ hội để mình có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Em có chuẩn bị một bài hát ngắn để tặng anh. Anh. Tặng quý vị khán giả. Anh muốn chuẩn bị một bài hát. Nói lên cái mong muốn của em về tương lai, về hạnh phúc. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường. Khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta
vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Nhé anh, yêu em mãi luôn nhé anh, yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài, và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em, cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước chân đôi trên lối về. Cảm ơn em. Sai hát tặng lại liền. Dạ, vâng. Mình đứng lên, mình nắm tay bạn gái, mình hát tặng bạn ấy. Mạnh mẽ lên, đây không phải ma mà cũng không phải động vật có vú. Mạnh lên đồng chí Tùng. Em xin hát đó. Hát Nhìn mắt bạn gái hát kìa, thiếu úy Tùng. Dạ. Làm người yêu anh nhé. Anh hát đi. Baby. Dạ. Dạ, không, bài hát. Bài hát. Đúng rồi, bây giờ mới bắt đầu hát đúng không? Bây giờ bắt đầu vô á. Đúng rồi. Em lặng im còn anh thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngây thơ, anh hưng hở quá nên anh lo sợ bơ vơ. Đợi chờ đôi mắt ngoan em ngằng ngó sang, anh thân thờ bơ phờ đôi mắt mơ. Anh đã cố thấy đêm mảnh mẽ hơn vì anh sợ cô đơn, nó yêu má hồng mắt cong bờ môi mỏng rất khó. Vì lo trong trái tim em đã có ai, nhưng nếu em là sai thì anh không cần đúng. Trời ơi, người yêu mình anh được không? Giờ xong lại xua lạnh nơi đây mùa đông, là ngày ta xung vầy quá lắm, con tim hào gầy lắm trong tình yêu đông đầy. Hay để anh chứng minh cho em thấy. Dễ thương. Rồi, được rồi hai bạn. 30 giây nhắm mắt suy nghĩ và đi đến quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Hôn chậm chậm đó trời. Ngày đầu tiên ta gặp mặt, ta hôn lâu lâu chút nào có mẹ kìa. Hôn má. Dạ. Làm gì vậy? Không làm gì ủi vậy? Dạ. Cái đó là ủi chứ mày hôn. Nè hôn. Hôn chán cũng được, nó hôn má là ngay cái má. Bình tĩnh từ từ nè. Nó có mẹ ngồi dưới nhìn kỹ kìa. Mẹ đừng có nhìn. Mẹ đừng có nhìn. Ngại đi đâu ngại. Chuẩn bị làm lại, khi nào tôi nó buông ra mới buông nha. Dạ. 1, 2, 3 bắt đầu. Dạ. Thấy sao? Sướng. Nắm chặt tay nhau đi hai bạn. Nắm tay thật chặt vào. Đây là những cái vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Để có không gian lãng mạn hơn, các bạn sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn.